số ca F0 chuyển nặng và tử vong tăng, Hậu Giang đề nghị hỗ trợ nhân lực. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang, tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp. Trong những ngày qua, tỉnh ghi nhận số ca mắc mới tăng nhanh liên tục. Nhiều ổ dịch đã xuất hiện trong doanh nghiệp, công sở, bệnh viện và lây lan rộng trong cộng đồng. Số ca F0 chuyển nặng và nguy cơ tử vong tăng nhanh nên tỉnh gặp rất nhiều khó khăn về nguồn nhân lực đáp ứng cho công tác điều trị. Ngày 21 tháng 12, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang có công văn đề nghị Bệnh viện Thống nhất TP.HCM hỗ trợ nhân lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Trước tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, tỉnh Hậu Giang trong những ngày qua ghi nhận số ca mắc mới tăng nhanh liên tục, nhiều ổ dịch đã xuất hiện trong doanh nghiệp, nhà máy, công sở, bệnh viện và lây lan rộng trong cộng đồng, số trường hợp F0 chuyển sang có triệu chứng, chuyển nặng và tử vong cũng tăng cao. So với tuần trước, số ca mắc trong cộng đồng tăng 54,8%, số ca tử vong tăng 143%, số ca điều trị khỏi tăng 15%, số đang điều trị tại bệnh viện tăng 4,4%, số ca bệnh nặng tăng 39%. Tỉnh Hậu Giang đã chủ động mọi nguồn lực, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc nhằm khẩn trương khống chế và kiểm soát dịch hiệu quả trong thời gian sớm nhất. Tỉnh cũng đã được Bộ Y tế, Sở Y tế TP.HCM và các bệnh viện trung ương tại TP.HCM quan tâm hỗ trợ thuốc, vật tư, hóa chất xét nghiệm phục vụ kịp thời cho công tác phòng, chống dịch của tỉnh. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp và kéo dài, số trường hợp F0 chuyển nặng và nguy cơ tử vong tăng nhanh nên hiện tại Hậu Giang gặp rất nhiều khó khăn về nguồn nhân lực đáp ứng cho công tác điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19. Để giảm thiểu số trường hợp F0 chuyển nặng và tử vong trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang đề nghị Bệnh viện Thống nhất TP.HCM hỗ trợ nhân lực để tỉnh tăng cường nhân lực điều trị ở tầng 3 và tầng 2, với số lượng cần hỗ trợ là 10 bác sĩ có chuyên môn, kinh nghiệm về hồi sức tích cực, cấp cứu và 20 điều dưỡng có chuyên môn, kinh nghiệm về hồi sức tích cực, cấp cứu. Tối cùng ngày, Sở Y tế Hậu Giang cho hay, từ 18 giờ ngày 20 tháng 12 đến 18 giờ ngày 21 tháng 12, tỉnh Hậu Giang ghi nhận 413 ca mắc COVID-19 mới, bao gồm 11 trường hợp về từ ngoài tỉnh, 18 trường hợp là F1 được cách ly tập trung và 384 ca mắc cộng đồng ghi nhận. Tính từ đầu đợt dịch ngày 8 tháng 7 năm 2021, đến nay tỉnh Hậu Giang đã ghi nhận tổng số 12.395 ca mắc COVID-19, điều trị khỏi 9.524 ca, tử vong tại tỉnh 44 ca, chuyển tuyến điều trị 3 ca, đã tử vong 1 ca, 2 ca đã điều trị khỏi. Tỉnh đã tiêm vaccine cho 597.100 người, 560.421 người đã tiêm đủ 2 mũi, 36.679 người mới tiêm 1 mũi, đạt tỷ lệ 98,44% trên tổng dân số tỉnh Hậu Giang từ 12 tuổi trở lên, 606.586 người. Ngoài ra, Hậu Giang đang triển khai tiêm vaccine mũi 3 phòng COVID-19 cho lực lượng tuyến đầu chống dịch hoặc làm nhiệm vụ ở những khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao đã hoàn thành tiêm. Ngừa mũi thứ 2, đủ thời gian, đến cuối ngày 21 tháng 12 đã tiêm được 3.373 liều. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé!